Một năm đầu tư chứng khoán, thợ sửa chữa đồ điện tử có thể nhân tài sản lên 4 lần, muốn lãi nhiều hơn lỗ ở trong mắt bão chỉ cần một từ. Với hơn 170 triệu đồng, chỉ sau một năm người đàn ông này đã nhân 4 lần tài sản của mình bằng cách tham gia vào thị trường chứng khoán. Mất 4 năm để có được số vốn ban đầu, nhưng chỉ cần một năm sau đó, ông đã nhận về số tiền lên đến 692 triệu đồng. Từ thợ sửa chữa máy móc thành người đầu tư chứng khoán là một nhà đầu tư được gọi tên trên thị trường chứng khoán Trung Quốc, Giang Giai Ẩn Bình được nhiều người đặt cho danh xưng thủ lĩnh sau khi ông kiếm được bộ tiền dẫu trải qua nhiều sóng gió. Truyền thông Trung Quốc miêu tả Giang Gia Ưn Bình là quanh năm kiếm tiền trong mắt bão, đứng bất động trước những cơn sóng dữ. Thậm chí khi ông có thể làm thay đổi được khối lượng giao dịch của một sở chứng khoán. Sinh năm 1966 tại Lâm An, Hàng Châu, Trung Quốc, ông theo học Đại học Thương mại Thiên Tân. Bắt nguồn từ sở thích, tại đây ông theo học chuyên ngành liên quan đến tài chính. Sau khi tốt nghiệp, không có đủ điều kiện để xin việc đúng chuyên ngành, để mưu sinh anh chấp nhận làm công việc sửa chữa đồ gia dụng. Công việc không liên quan đến những gì đã học. Năm 1992, ông thôi việc và trở về quê để tự mở một cửa hàng sửa chữa máy photocopy. Trong suốt quá trình kinh doanh độc lập, ông học được nhiều bài học và danh dụng được một khoản tiền nhỏ. Làm việc tại nhà, ông cũng có nhiều thời gian rảnh để học thêm các kiến thức về đầu tư, kinh doanh. Giang Giai Ẩn Pinh, một người học tài chính không chấp nhận cuộc sống là một công việc mình không yêu thích. Năm 1996, sau khi được một người bạn giới thiệu, lần đầu tiên ông đầu tư 50.000 nhân dân tệ vào thị trường chứng khoán. Một từ để có thể đứng vững trên thị trường chứng khoán. Với 50.000 nhân dân tệ có được từ số tiền tích góp sau nhiều năm làm việc, Giang Giai Ẩn Bình đã đầu tư tất cả vào những mã liên quan đến ngành công nghiệp mới mà không do dự. Ông cho biết, ở thời điểm đó, ít người chọn đầu tư vào mã cổ phiếu này. Không ai có thể nghĩ rằng một người sửa máy photocopy lại có thể đổi đời nhanh đến như vậy. Năm 1997, một năm sau khi tham gia thị trường, số tiền 50.000 nhân dân tệ ban đầu đã tăng lên gấp 4 lần. Số tiền tiết kiệm được ông tích góp trong 4 năm đã được thu hoạch trên thị trường chứng khoán chỉ trong một năm. Từ đây, ông bắt đầu chuyên tâm hơn vào công việc đầu tư của mình. Năm 1999, 200.000 nhân dân tệ đã trở thành 5 triệu nhân dân tệ. Đến năm 2000, số tiền ông thu được từ đầu tư chứng khoán đã tăng lên 30 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, vào năm 2000, ông đã chịu một khoản lỗ lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Tiếp tục đến năm năm 2008, khi thị trường chứng khoán toàn cầu hỗn loạn, Giang Giai Ưn Bình đã không rút tiền. Nghĩ rằng bản thân có thể thắng trong nguy hiểm và lợi nhuận luôn ẩn chứa trong sự thăng trầm của thị trường khoán. Song mức độ ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng đó vượt xa sức tưởng tượng của ông. Thậm chí nó còn để lại một kỷ lục trong lịch sử nhân loại. Bởi vậy, bốn cổ phiếu do Giang Giai Ưn Binh nắm giữ cũng không thoát cảnh thua lỗ, tổng thiệt hại lên đến 10,53 triệu nhân dân tệ. Thất bại này khiến ông bắt đầu xem xét lại công thức đầu tư của mình một cách lý trí hơn. Sau quá trình kiểm tra và tự sửa sai, ông nhận ra rằng sự bốc đóng mù quáng và giao dịch nóng vội là những nguyên nhân đến mọi giao dịch thua lỗ. Tuy nhiên, chỉ một năm sau cuộc khủng hoảng tài chính, Giang Giai Ứng Pinh đã khôi phục lại tài sản của mình bằng cách mua ba cổ phiếu bất động sản. Bước đầu tư này đã giúp ông đạt được thu nhập 19,65 triệu nhân dân tệ, xóa được khoản lỗ 10,53 triệu nhân dân tệ và lãi 9,12 triệu nhân dân tệ. Đã tham gia thị trường chứng khoán hơn 10 năm, thủ lĩnh Giang Giai Ưn Pinh đã mang đến cho mọi cổ đông một kinh nghiệm sống tưởng chừng như xa vời nhưng thực tế lại rất hữu ích. Đó là sự kiên nhẫn. Giang Giai Ưn Pinh khẳng định rằng nếu mất kiên nhẫn, bạn sẽ chẳng còn gì trên thị trường chứng khoán. Sự kiên nhẫn là yếu tố vô giá khi đầu tư. Trong khi đó hiện nay, nhiều nhà đầu tư luôn trông chờ vào việc mỗi ngày mã cổ phiếu tăng bao nhiêu điểm. Tuy nhiên, chính sự tồn tại tâm lý này khiến cho bạn nhận lỗ nhiều hơn lãi thực tế thị trường chứng khoán là một hình thức đầu tư đầy rủi ro nhưng lợi nhuận lớn vì thế mọi hoạt động đầu tư cần phải diễn ra một cách thận trọng đây cũng là điều được giang giai ẩn ping luôn chia sẻ với những cá nhân trong giới đầu tư ông cho rằng những tin tức chấn động như giàu sau một đêm hay phá sản chỉ sau một đêm là câu chuyện bình thường trên thị trường chứng khoán huyền thoại có thể được tạo nên một cách chốc lát nhưng cũng có thể trở thành trò cười trên thị trường Song ông Giang Giai Ưn Pinh cho rằng, sau thất bại hay thành công một cách chấp nhoáng đều ẩn chứa một bài học và kinh nghiệm đầu tư. Điều quan trọng là bạn nhìn nhận ra được nó để có thể sửa sai hay duy trì công thức đầu tư tốt cho những giao dịch tiếp theo. Theo Tu Tu,